trả ra bóng dài và bụng Tú rất hỏng. Khéo léo thật, mùa tát là ngược lối. Hy vọng là Tú Mùa vẫn còn đủ thể lực để chiến đấu trong trận đấu này sau trận chung kết với Hoàng Mắc vừa rồi. Ghi một bàn đi nào. Tiếc quá, bóng cao nhưng mà Tú Mùa lại để lỡ cơ hội. Anh đã bạt ra ngoài. Quả này thì không thể hỏng nữa rồi. Quả cao thì anh đánh hỏng nhưng quả thấp thì anh lại giật rất mạnh vào bàn. Vậy điểm yếu của Tú Mẩu là những quả lỏng chăng? Ồ, chọc dài quá sâu, quá thấp. Quả trái không thành công. Đăng Vũ đang ăn liền một gạch 5 điểm và anh này dẫn 8-1. Phòng thủ trái tốt nhưng mà đòn của Tú Mẩu quá dai dẳng. Quả thứ 3 là phải chịu thua. Về là 2-8. Ba tám. À, ra sánh ngược rồi. Vâng, hai quả ra xoáy ngược của Tú Mẩu rất hiệu quả. Vâng, đảo gốc quá khéo léo, quá chuẩn xác. Bùm 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 bùm. Chỉ cần hai đòn thôi, Tú Mẩu đã kết thúc. Thường là chống đỡ được cái quả giật trái khủng khiếp của Tú Mẩu. Quả đầu tiên là bóng sẽ lên cao. Nếu được thì bóng cũng sẽ lên cao, phình lên và cho Tú Mẩu kết nốt quả phải. Một điểm nữa rồi, Tú Mẩu đang rất gần đến với thế cân bằng. Một điểm nữa thôi. Con ổn. Không biết. Bảo là giữ trẻ con lại. Đang ổn quá. Đang có một chút tạm dừng xung ở ngoài sân đang hơi ổn. Quá mạnh. Trời ơi. 8-1, 8 đều. Chỉ hai quả ra bóng xoáy ngược thôi đã thay đổi cục diện trận đấu rồi. À, bây giờ người chịu áp lực lại chính là Long Vũ. Không được rồi, cố gắng đánh ác nhưng mà lại không chuẩn rồi. Tú Mẩu càng đánh càng chuẩn ạ. Anh ăn liền một loạt 9 điểm.
9 điểm số liên tiếp, Long Vũ đứng yên vào con số 8. Đó không phải tin được. Một mạch 10 điểm liên tục. Lại thành chấp 4 mất rồi. Vâng, 5-0 mất rồi. Vừa lại 6-0 rồi, không biết set này là Tú Mẩu có định chấp đối thủ 8 quả như set đầu không? 7 quả rồi, vâng, chấp thêm nốt quả nữa. Chờ đối thủ lên 8 rồi đánh cũng không vội. Không thì lần này chơi lớn đi, chấp hẳn 9 quả đi. Vâng, chấp 8 quả rồi. Vâng, chấp 9 quả. Vâng. Bây giờ Tú Mẩu phải đánh như thế này. Long Vũ đứng yên số 9 luôn này. Tôi vẫn tin là Tú Mẩu vẫn có thể lên được đến điểm số thứ 5. Một điểm. Vâng, rồi mọi người xem sẽ có điểm số thứ 5. Vâng, 5 cho Tú Mẩu chứ không phải là 5 cho Man City đâu ạ. Ôi dồi. Vâng, vậy là chấp 10 ạ. Vâng, không quan trọng là bao nhiêu, đối thủ dừng ở đấy luôn. Bây giờ Tú ăn liền một mạch 11 quả. 12-10 xem nào. Một điểm nữa. 20. Hôm nay còn 10 điểm nữa. Tú Mẩu ăn 10 điểm nữa là thắng trận này rồi. Là thắng set này rồi. Điểm nữa, Tú Mẩu đang dần lên rồi. Thực sự là 10-5, 11-5. Biết đâu lại là 12-10 ạ. Khá là khó. Xem này chấp 10 rồi, chắc sao sẽ chấp hẳn 11 quả đi. Ôi, chát. Bóng bay cháy bàn. Một điểm nữa thôi là đúng như tôi dự đoán rồi. Giật như sao sẹt vậy. Nhanh và thấp. Trượt qua bàn. Không thể làm gì được. Vâng. 5 điểm rồi. Vâng. Tôi đã nói là 10 năm. Còn 7 điểm nữa. Bây giờ tôi bảo ăn liền 7 điểm nữa. Tôi đã dự đoán đúng rồi. Bây giờ thì tôi nghĩ là sẽ dừng lại ở điểm 5. Trời ơi, giữ như thần mọi người ơi. Điểm số đầu tiên cho Nguyễn Anh Tú. Nguyễn Anh Tú cần phải san hòa tỷ số càng sớm càng tốt. Trái quá, vừa lắm mà đang bị hội bàn lạnh ấy, không một chút chần chừ, bóng lên phát là bàn luôn.
vui chứ. Vâng, 4 đều. Quá hay cho Tú. Tú phòng thủ quá tốt rồi. Năm đều. Rồi, trận đấu này có vẻ như là đã khá cân bằng. Cân bằng hơn trước rồi, Tú Mẩu không để cho Mạnh Cường, à xin lỗi, Long Vũ dẫn trước quá sâu nữa. Anh không chơi game khó nữa. Ơ kìa, tại sao lại hỏng thế? Nghe mà Long Vũ gài một quả nặng như chì vậy sao? Không được rồi. À, Tú Mẩu đang rất thất vọng, không biết tại sao là mình có thể đánh hỏng những quả như vậy được. Flick hơi thừa rồi. Quả dao của Long Vũ quá sung. Giật phải điểm rơi. Và một quả giật phải rất là sâu vào bên trái của Long Vũ, anh không kịp phản ứng. Mòi hay thế nhở. Ờ, ngay sau đấy nó là một quả giật giật bạt sấm sét giữ con tỷ số xuống còn 6-8. À, có khi là bị vị rồi, có thể còn sai, còn sai là bảy tám rồi, sắp mà gỡ hòa rồi. Không việt vị. 8 đều rồi. Trận này, ui, trận là góc xa thế, Tú Mẩu vẫn một bước lao đến và giật luôn được. Từ góc bằng bên này sang góc bên kia chỉ cần một bước chân thôi, một bước chân qua sông. 8-9 rồi. Quá khỏe. Chân cóp cuồn cuộn thế kia. Ui ôi, không được rồi. Pha vừa rồi hơi khó, pha vừa rồi có vẻ hơi chạm lưới thì phải. Đức Tuấn đã bị Hoàng Mắc đánh bại ở trận đấu bán kết. Tỷ số 3-1. Và xoáy ngược nữa này. Moi lên. Moi rất khó. Còn mà quả moi nhiều xoáy phải ít lực khiến cho Long Vũ không thể căn được. Game boy cho anh Tú thôi. Anh Tú đã đánh chắc chắn hơn. Moi tiếp. Mạnh này. Mạnh tiếp này. Vâng. Một quả moi và hai quả mạnh. Đóng thẳng vào trái. À, phía bên ngoài thì anh Phan Huy Hoàng đang khởi động để cho trận đấu đôi tiếp theo. Như vậy là trong set đấu thứ tư này,
Điểm số đầu tiên thuộc cho Nguyễn Anh Tú. Vâng, vậy như là trận đấu này Tú Mầu đang sử dụng những quả giật moi phải rất xoáy vào góc tay phải của Long Vũ, rất hiệu quả, khiến cho Long Vũ không ít lần bị lỡ nhịp. Thấy là đôi khi chung là không cần phải cứ phải giật mạnh là thắng đâu, xoáy vào điểm rơi thôi. Sao thì bóng bàn vẫn là một thể thao tinh tế. Ồ, vâng, mạnh quá nhưng mà Tú Mầu lại chắc được rồi. Hạ bóng quá. Đội bóng như là giật mình vậy. Nhưng mà anh vẫn bằng cái cách nào đấy mà anh đã đưa bóng vào bàn. Vâng, Tú đang dẫn 5-3 rồi và ôi, pha vừa rồi đánh hơi ổn. Một quả bạt hú hạ mà ra ngoài. Lại xoáy ngược này. Không được rồi, xoáy ngược rất nặng. Càng trái của Long Vũ cũng không phải là quá hay. Anh vẫn phần nào đó đánh theo lối một càng, giống như Mạnh Cường vậy. Vâng, bóng nhanh quá, tôi còn không kịp nhìn như nào nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng chát và sau đó thấy bóng sang rồi. Thấy bảng điểm cho anh Tú lật rồi. Cái điểm 3 điểm rất là khó đây. Ra bóng rất khó. Ây à, quá nhanh rồi, Tú Mầu vừa né giật bên này rồi đã thấy nửa giây sau đã thấy ở bên kia giật moi vào bàn rồi. Nhanh không tưởng. Tú Mầu hai càng nhưng mà chân rất nhanh. Moi thấy tí ui rồi. Phí quá. Những tưởng là Tú Mầu sẽ tung ra một quả giật trái sát phá. Có vẻ như bóng của Long Vũ khá là sung. Mà vẫn có lợi thế dẫn trước. Rồi trận nhẹ lại thôi, ăn rồi. Không được rồi, lùi xa bàn, phòng thủ như thế thì chỉ có làm bia cho Tú Mầu bắn thôi. Match point cho Tú Mầu, 4 điểm cách biệt, không còn cơ hội nào nữa rồi. Kết thúc rất chóng vánh. Chúc mừng anh Tú.